nữa gì anh? Không có ai giới thiệu cho em một cái công việc mà kiếm tiền ngon như vậy hết. Thì tiền môi giới nè, tiền anh chở em từ dưới quê lên cũng xem xém 14-15 triệu, chết gì. 14-15 triệu? Vậy sao lúc đó anh không nói tôi đi? Mày mất dạy không? Mày có tin tôi giết mày không? Thôi được rồi, 14-15 triệu thì cũng được đi. Nhưng mà tôi làm cho anh 3 tháng, mỗi tháng anh hứa anh trả tôi 15 triệu, thì 3 tháng của tôi là 45 triệu. Anh cứ trừ vô trong đó hết đi, còn bao nhiêu á trả tôi đi về. Hồi xưa giờ em không đi vay tiền hả? Lại mẹ để lại con nữa chứ. Sao? Trả không? Trả. Bây giờ anh cho tôi về đi, tôi trả tiền cho anh. Em nhớ nói với gia đình của em á là đem tiền lên gấp 3 lần số nợ của anh ha. Anh quá đáng nhiều thôi, anh nghĩ sao mà 3 lần tiền đó mà đưa cho anh hả? Anh trả cho anh làm gì hả? Mất dạy hả? Mày có tin là tao chuyển mày về nhà bằng cái núm cho không? Hả? Nhưng mà anh được ép người quá đáng như vậy chứ. Nhà tôi khó khăn á, nên tôi mới lên trên đây làm việc để kiếm tiền. Bây giờ không những không có tiền mà kêu trả gấp 3 thì tiền đâu mà trả. Đúng hả, cũng khó. Không ấy gì nè, em qua chỗ bạn anh làm đi, bên đó lương cao hơn, thì lúc đó em sẽ nhanh có tiền trả cho anh hơn ha. Làm gì? Thì làm massage, làm này nọ vậy đó. Massage này nọ là sao? Làm massage khỏe hay hiểu không? Anh nói thiệt không? Thiệt, thề luôn á. Ừ, nếu như vậy thì cũng được. Tôi làm, miễn sao thoát ra anh là tôi làm hết. Em cứ ngoan ngoãn là sẽ thoát được anh ha. Cái số ganh cứu người đó. Cam mới tới. Rồi xuống, anh nói nghe nè. Dạ, sao vậy? Anh mới nhận được cái tin nhắn cầu cứu. À, em coi phải của con đó không? Nghe nó kỳ kỳ sao á. Nhưng mà cái vấn đề khó hiểu ở đây là tại sao cái cậu này nhắn tin được mà không gọi trực tiếp cho công an để cầu cứu luôn. Sao anh biết được? Mà ngộ một cái, đàn ông con trai mà nhắn tin cầu cứu là bị bắt đi làm karaoke với massage. Sao kỳ á. Đâu đại ca, đưa lại thông tin cho em coi thử coi. Kể rồi phải nó không? Đúng rồi, cùng một người mà. Để em lại hỏi cái. Ê, chưa biết ba người đó làm sao. Để từ từ đi. Cái mà mày. Ê, tôi xuống. Tôi đã nói tôi không đi đâu hết á. Không. À, anh trai dạ. Cho tao hỏi thăm xíu. Làm gì em đánh cô gái đi vậy? Không phải chuyện của mày. Vậy thì cái tin nhắn này có phải em bà ta của anh không? Má cho cái. Em đuổi theo thằng đó. Anh đuổi theo thằng nhỏ kia. Dạ. Giờ này còn tàu còn chưa tới nữa. Nuôi mấy cái thằng quỷ đây tốn cơm tốn gạo thêm à. Chị ơi, không ấy bây giờ chị thả em ra được không? Em còn nhỏ lắm, em không biết gì đâu nha chị. Nè,
Em gái chị nói em nghe nè, bây giờ em lỡ em làm hết chuyến này đi rồi chị thả em đi, chứ bây giờ chị tốn tiền chứ chị chuột em ra rồi chị đâu có dư tiền đâu em. Nhưng mà chị tốn tiền nó phải do em đâu, với lại á em đâu phải là hàng hóa mà anh với chị mua rồi bán như vậy được, em không có chấp nhận. Nè tao cảnh cáo mày nha, mày đừng có hỗn láo với tao, mày tao nhờ động tao đập mày không hả? Em là người nhắn tin cho anh phải không? Dạ đúng rồi, thanh anh cứu em. Cháu kia mày là ai vậy hả? Cô không cần biết tôi là ai, nhưng mà bây giờ tôi phải đưa cô gái này về nhà. Ai cho mày cái quyền đó? Mày không có cái quyền đó. Mày biết tao tốn biết bao nhiêu tiền tao chuộc con nhỏ này ra mà mày muốn đưa đi thì đi hả? Được, bây giờ nếu như mày muốn đưa con nhỏ này đi đúng không, mày đưa tiền chuộc đi, rồi mày muốn làm gì mày làm. Tiền chuộc là sao? Dạ chuyện là như thế này, cái anh Cường gì đó, anh về quê của em, anh thấy gia đình của em cực khổ quá, cái anh đưa em lên trên đây đi làm. Nhưng mà anh làm cho em 3 tháng trời, không có đưa cho em đọc xuống các bạn hết trơn rồi á. Anh còn nói em là nợ ảnh thêm mười mấy triệu nữa, kêu em trả cho ảnh mà em không có tiền. Cái ảnh gán nợ em cho chị này á. Nè, người ta là con người mà tụi mày đem tụi mày buôn bán, tụi mày gán nợ như một hàng hóa vậy đó hả? Buông ra đi anh, có gì từ từ nói. Mọi chuyện đâu phải như con nhỏ đó nói đâu. Chị nói xạo á, chị với cái anh Cường gì đó cấu kết với nhau buôn bán em, mà còn á còn giữ nhiều chị ở trong cái phòng của anh chị nữa. Anh ơi, bây giờ anh đưa em lên trên phường đi, em báo công an. Má cái bọn thức đức này, đứng lại. Chạy đâu? Dạ tại em mỏi chân cho nên muốn chạy với nó hết mỏi thôi à. Em mỏi chân hả? Yên tâm, trên công an phường có ghế. Đi. Buông tôi ra coi. Đó kìa. Buông tôi ra coi. Mày đi rồi. Mày nhắm mày chạy thoát được tao không? Tôi làm gì mà mấy anh bắt tôi? Mày không làm gì hả? Cái tội của mày là buôn người trái phép và ép người ta làm việc cho mày, đúng chưa? Tôi không có làm. Đừng nói thừa bậy bạ nha. Mày không làm hả? Vậy thì cái tin nhắn từ chính điện thoại của mày gửi cho tao, nếu như mày không phải là người nhắn thì đó chính là nạn nhân của mày và là cô gái kia, đúng chưa? Thì cái đó là nó muốn đẩy tôi vô tù, chứ nó làm việc là gì tự nguyện chứ bộ? Tự nguyện hả? Nếu như tự nguyện thì lúc người ta đòi về tại sao mày không cho về mà mày còn bán người ta cho người khác hả? Má ăn chó, mày đừng có xen vô chuyện làm ăn của tao. Mày là ai mà tao phải sợ mày? Mày đừng có chọc tao điên. Mày không cần biết tao là ai, nhưng mà mày điên rồi mày làm gì tao? Mày đừng có thách tao. Tao thách mày đó. Làm gì làm đi. Tao còn phải đi về cứu mấy người mà mày giấu trong nhà riêng mày nữa kìa. Làm đi. Chó. Dẫn lên công an, anh đi cứu những người khác. Má mày, tao mà ra tù được, tao sẽ kiếm mày. Có chết tao cũng hại mày cho bằng được. Đã đến lúc mày ra tù đi rồi tính. Dẫn nó đi. Thầy ca mới tới. Thôi xuống, tao nói nghe nè. Dạ, sao vậy? Anh mới nhận được cái tin nhắn cầu cứu. Em coi phải của con đó không? Nghe nó kỳ kỳ sao á. Nhưng mà cái vấn đề khó hiểu ở đây là tại sao cái cậu này nhắn tin được mà không gọi trực tiếp cho công an để cầu cứu luôn. Ôi trời, trời ơi. Trời ơi, mày chạy cái kiểu gì vậy? Trời ơi là trời, tôi tài xế tôi không lo, mày chạy khách vậy lo cái gì? Xem tí nữa mày đụng trúng người ta là còn gì nữa. Bây giờ đụng trúng tôi rành được không? Nè, anh là tài xế, anh ăn nói như vậy sao được? Anh phải giữ an toàn cho hành khách chứ. Ăn nói cái gì tôi nghĩ sao tôi đúng là được rồi. Dạ. Thôi, anh đừng có nói với nó nữa, nó bị điên á. Tài xế này bị gì vậy chị? Thì nó uống say xỉn rồi nó chạy xe vậy đó. Uống say xỉn mà lái xe hả? Mà sao chị biết nó say xỉn mà chị còn lên đây ngồi? Tôi cũng đâu có muốn đâu anh. Tôi cũng cố gắng né xe nó rồi đó. Mà sao lần nào bảy cũng trúng xe nó rồi nó hốt tôi lên vậy đó. Nó say xỉn nó chạy xe vậy. Rồi công an bắt nó bao giờ chưa? Gặp công an rồi nó chạy bán sống bán chết. Né đường nó đi đường tắt. Mà cũng bị bắt mấy lần rồi. Chứng nào tật đó à. Không có thể để như vậy được. Dừng lại. Ê, ê.